Hello anh em, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2020. Thì bên dụng cụ cầm tay anh là tay cũng mới về được một sọt anh em. Mới về được sọt cũng khá nhiều á. Cũng cỡ gần sọt này là cũng như là khoảng 1 tấn anh em. Thì cũng như là mình về một sọt này là cũng như là toàn là cũng như là ốc ốc inox nè, ốc inox của Nhật nè. Rồi những ốc ốc sắt của Nhật ha, cũng như là cái này là hàng bãi Nhật đó, cũng như là hàng chưa qua sử dụng, cũng như hàng này là hàng mới anh em, cũng như cái này là ở bên đó nó thanh lý rồi, cái đầu nó gom về thì mình mua thôi để mình phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có phù hợp cái mặt hàng nào thì chụp lại cho mình cái hình rồi cho mình sẽ tính giá cho anh em, chứ bây giờ cái này cũng như nó lộn xộn đó, mình không có tính giá được cho anh em ở trên đây. Còn mà nếu mà anh em nào có nhu cầu lấy hết á thì mình sẽ sang hết luôn cho anh em toàn bộ đó, nguyên cái lô này. Nếu mà anh em mà có lấy hết chẳng hạn như ốc inox rồi bản lề inox rồi chốt cửa inox đầy đủ hết, cũng như là nó cắt độ luôn á, là inox đa số là hết 50% đó, inox 50%, mấy con ốc sắt của Nhật là 50%, mấy con ốc inox của Nhật cũng khoảng chiếm là 50% đó, cũng như là mình căng ra cho anh em dễ mua ha. Thì nếu anh em nào lấy hết đó, thì mình sẽ tính cho anh em là 35.000 ký đó, hết cái lô này đó mình tính cho anh em là 35.000 ký. Còn nếu mà anh em nào mua lẻ thì mình sẽ tính lẻ cho anh em. Ok rồi, bây giờ mình cũng xin vô cái chi tiết cho anh em xem luôn. Đầu tiên là có một cái bộ dây gió đá nè đó, bộ dây gió đá nè ha, nó còn bé, còn đầu đầy đủ nè đó, dây gió đá ha. Rồi thì đó là mình sẽ cho anh em xem một cái bộ dây gió đá này đó, cũng như là nó nằm chung cái lô luôn. Anh em nào nếu mà lấy hết nguyên lô mình cũng sẽ giao luôn cho anh em ha, cũng như là mình giao hết nguyên lô này cho anh em. Rồi kế tiếp là mấy cái lò xo inox anh em, lò xo Nhật bãi của inox đó, đây là lò xo Nhật bãi nha anh em đó, lò xo inox ha, đây nè. Thì lò xo inox thì mình có được hai thùng đó, hai thùng lò xo inox ha. Rồi có mớ kẹp anh em đó, kẹp này cũng là kẹp cũng Nhật bãi luôn, nhưng mà kẹp này cũng kẹp mới anh em. Đây đó, kẹp này là coi như là kẹp để anh em kẹp giấy tờ nè đó, rất là ok, rất là sướng ha. Rồi kế tiếp là ở bên đây là cũng như là cái này là cũng như là mấy cái bản lề đó, mấy cái bản lề với lại mấy cái bát ổ khóa đồ này kia đầy đủ hết đó, cũng như là tùm lum ở trong đây hết các loại, cũng như là nó mình có đâu được hai thùng nha anh em, thùng này với thùng này đó, được hai thùng đó, thùng bản lề nè đó, bản lề với lại mấy cái ke nè ha đó, cái này là toàn bộ là hàng bãi Nhật nha anh em đó, mấy cái ke nè đó. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây là cũng mấy cái bát bản lề đâu nè, mấy cái ke rồi nè ha, rồi mấy cái chốt bên đó nó làm gì mình cũng không hiểu nữa. Rồi ok, thì anh em nào thì thấy phù hợp công việc thì lấy ha đó, nó tùm lum hết á, mấy cái bát rồi bản lề đồ chốt cửa đồ tùm lum ở trong đây, là mình có được hai thùng này. Rồi kế tiếp là cái này cái gì, cái này cái hộp anh em đó, cái hộp đựng đồ nghề ha, cái này có cái hộp đựng đồ nghề, đựng ba cái bù lon con tán luôn nè đó, nó phân loại ra đựng ba bù lon con tán luôn nè đó, cái này là cái hộp đồ nghề hộp ha. Rồi kế tiếp là cái này là cái này là một cái bộ ren anh em đó, một nguyên một bộ luôn nha anh em, coi như là nó đủ bộ á, nó kèm theo coi như là mình gỡ dở ra là nó đi đủ bộ luôn đó, là coi như anh em mà nếu mà anh em cơ khí á, là anh em mà nếu mà anh em về mà chế chẳng hạn như mấy cái giảm tốc đồ này kia là cũng như là rất là ngon ha. Ở đây là ren của nó là ren này là ren 13 ly nha anh em đó, ren là ren 13 ly hả anh em, nhìn nè thấy không đó, rất là ôm. Nếu mà mấy cái đầu răng này của Nhật thì anh em xài rất là bền nè, nếu mà anh em cơ khí mà nếu mà có về mà chế cháo này kia hay là hoặc là anh em nào mà có chế cháo á, là cũng như là rất là ngon, cũng như là nó đi là cái hướng, cũng như là cái máy mình đi tới bắt cái trục này là cũng như là nó có một cái trục ở trên nó trục L á, cũng như là răng L, trục L ha. Rồi
Thì cái này là mình có một thùng. Rồi kế tiếp nữa là ở đây là những cái mấy cái tăng đưa nè. Tăng đưa thì nó có được mấy cây thôi. Tăng đưa có chỉ có mấy cây thôi. Đó, tăng đưa này, tăng đưa của Nhật có mấy cây à. Có một hộp như đây thôi. Rồi ở dưới đây là mấy con ốc vít rồi nè. Mấy cái này là bằng sắt nha anh em. Mấy ốc vít bằng sắt. Coi như là nãy giờ mình cái nào inox anh em nên nhớ nghe rõ nha. Cái nào inox thì mình nói với anh em là inox. Còn cái nào bằng sắt là mình nói cho anh em sẽ là bằng sắt ha. Đó, mấy cái chẳng hạn như mấy cái ốc này là ốc sắt nè ha. Đó, đây. Đó, mấy con ốc này. Thì con ốc này nữa mình gọi mấy ly. Con ốc này nó 5 ly nha anh em. Đó, con ốc này 5 ly ha. 5 ly có, 4 ly có. Cái này là hình như 4 ly à. 5 ly chứ. Ốc 5 ly ha. Rồi mấy con ốc sắn nè. Đó, mấy ốc sắn cũng có trong đây nữa. Thì mấy ốc sắn này nếu mà anh em mà chẳng hạn như mà bắt mấy cái gỗ thông rất là ngon. Đó, mấy ốc sắn này nè là nó công nhận rất là bén nha anh em. Đó, ốc Nhật rất là bén. Rồi kế tiếp nữa, qua hàng phải không, hàng thứ hai phải không. Rồi kế tiếp nữa là cái này, cũng như cái hộp này coi để mình cho anh em xem luôn coi hộp gì ha. Ô, mấy cái lông đền anh em. Lông đền này, lông đền 8 ly, lông đền phá nè. Đó, lông đền phá. Cũng như là những cái hàng này á là mình sẽ những cái hàng này á là cũng như là mình sẽ bao cho anh em là hàng chưa qua sử dụng, là hàng mới 100% hay là hàng của Nhật bãi. Đây rồi cái gì nữa đây. Lông đền nữa. Ha. Đó. Cái này là toàn bộ là hàng Nhật bãi hết. Đây cái gì? Nè, đây là mấy con tán 6 ly ha. Rồi thì cũng như là trong đây thì nó cũng như ba cái đồ linh tinh đó, các loại đó. Cái này lông đền nhỏ nè. Lông đền nhỏ này chắc lông đền 5 ly. Rồi cũng như là mình cho anh em xem thêm một vài hộp nữa, cái nào mình đi qua cái khác ha, cho nó lẹ khỏi là mất cái thời gian của anh em. Rồi con ốc này là ốc 6 ly nha anh em. Đó, con ốc này ốc 6 ly, ốc vít 6 ly. Con ốc này giống mấy ốc inox lắm à. Đưa cục hết xuống hết thử coi. Cái này inox có, cũng như inox có, sắt có nha anh em. Nè. Ốc này là ốc inox nha anh em. Đó, ốc inox 6 ly ha. Đó, rồi tiếp mặt ấy đổ luôn rồi. Rồi con này gì nữa đây, cũng ốc inox luôn, cũng 6 ly luôn anh em. Ê, con này thì 5 ly thôi. Đó, này 5 ly. Ồ, sao ai lặn ngược về giúp cái đó. Thôi đó thì cũng như là mình cho anh em xem qua sơ lược thôi. Cũng như trong đây inox có, ốc inox có, rồi ốc sắt có. Đúng rồi, ốc inox có, rồi ốc sắt có, lông đền sắt có, lông đền inox có. Còn như này ở trong cái hộp này là lộn xộn ha. Rồi kế tiếp là ở trên đây là những cái mấy cái bát anh em. Đó, bây giờ mấy cái bát ke ha. Đó, mấy cái bát ke, bát tê đồ nó đầy đủ nè. Đó, thì mấy cái bát này thì nó sử dụng là tán 10 ly nha anh em. Đó, tán 10 ly. Đó, còn như là mấy con bù lon 10 ly. Đó, mấy bù lon 10 ly. Thì với lại mấy cái bát ke với lại bát tê nào là 10 cũng 10 ly luôn ha. Cái này là si. Cái này là sắt si. Còn cái này là nó mạ ha. Còn cái này là mạ. Đây nè. Cũng lỗi luôn. Thì đâu có mình có được mấy thùng. Một thùng, hai thùng. Rồi cái này thì mình có hai thùng nha anh em. Đó, cái này thì mình có hai thùng. Rồi kế tiếp ở bên đây. Rồi bây giờ mình cho anh em xem qua cái phần tới ngăn thứ ba, thứ tư luôn đi. Cũng nhìn thứ ba, tư luôn đi cho nó tiện ha. Rồi ở đây làm cái gì? Cái này là mấy cái tắc kê nè, tắc kê sắt. Đó, tắc kê sắt của Nhật thì anh em xài rất là sướng. Đây. Nó còn tán đồ này kia đầy đủ nha anh em. Đó, đây nè. Đó, thì nói với mà chẳng hạn như tất cây Nhật thì mấy cái đường ra, mấy cái đầu ren của nó thì cũng như là nó rất là đẳng cấp rồi. Nếu mà nó hàng của Nhật ha, mà nó bù lại nó cái hàng mới nữa thì anh em xài cũng như là rất là ngon. Đó, anh em mà về bắt mấy cái kệ để máy lạnh đồ này kia rất là sướng nè. Đó, mấy con tất kê mà 8 ly bằng sắt này nè. Đó, cái này là của Nhật nha anh em.
Đây đó mình cho anh em xem ha. Đây nè, mới tin luôn, chưa có xài qua. Ừ. Đây nè, đây là công chứng của Nhật anh em. Công ty. Tên là D. Đây nè, còn đầy đủ đồ đó hết. Tán rồi còn mới tin. Cái này là chưa có qua sử dụng. Thì con cũng như mấy cái này là cũng có một số cũng như làm cái này là chưa qua sử dụng, nhưng mà cũng có một số là cũng như là nó còn đẹp. Thì cũng có một số là kiểu như nó bị làm như mình về là nó bị hơi bị thấm nước. Đó, nó hơi bị bong một chút xíu về nha anh em. Đó, mình nói rõ cho anh em. Đó, cũng có một cái số thôi ha, một số ít thôi chứ không có nhiều. Đó, đa số là mới là nhiều. Nhưng mà có cái là mấy con này nó nằm ở ngoài nó bị hơi gió nè, nó hơi bong một chút tí thôi. Đó, còn bên đây cũng vậy. Nè, bên đây cũng vậy nè, mới tin hết ha. Thì có một cái lớp dưới nè nó bị nước nè. Đó, lớp dưới nó bị nước. Thì nó lên cái màu vậy. Thì cái này thì không ăn thua gì đâu, anh em cứ đóng bên trong thì ăn thua chỉ là cái đầu ren thôi. Đó, cái này là chỉ là cái đầu ren thôi. Ren với lại ra đầu tán thôi. Nè, cái đầu tán thì còn rất là đẹp ha. Đó, thì cái bông đây là anh em cứ đóng vô tường rồi. Nó chỉ là lú cái đầu ren thôi. Nhưng mà đây này cũng có một số nó nằm mà nó bị nước nè. Đó, nó hơi bị không phải bị ố, nhưng mà nó hơi bị xuống màu nè, tái màu, bị dơ thôi chứ không phải là bị sét nữa, bị tái màu nữa. Đó, cái này bị dơ thôi. Đó, cái này về anh em lấy dầu á, anh em chùi nó là ra ha. Rồi có như là cái này vít hả? Rồi cái này là bịch vít anh em. Đó, vít này vít Nhật. Vít này nó có lông đờn luôn. Ha. Đó, có lông đờn luôn. Vít này thì vít này vít 6 ly nha anh em. Vít 6 ly 3 phân. Đó, vít 6 ly 3 phân. Đó, cái đầu nó rất là bén. Đó, mấy mũi vít của Nhật cái đầu rất là bén ha. Đó, có bịch đây. Cái này là bằng sắt nha anh em. Rồi mới chuồn chuồn nữa nè. Chuồn chuồn này là chuồn chuồn 4 ly ha. Nè, con mấy con chuồn chuồn này 4 ly nè. Chuồn chuồn này còn mới tinh. Ở chuồn chuồn 4 ly chiều dài của nó là khoảng phân rưỡi. Đó, ren của nó là được phân rưỡi. Đó, cái nó là 4 ly ha. Rồi kế tiếp là cái gì đây? Rồi. Kế tiếp nữa là cái này là cái vít bắn tôn anh em. Đó, vít bắn tôn của Nhật nè anh em, thấy nó làm rất là chắc chắn ha. Vít bắn tôn của Nhật nó làm rất là chắc chắn. Nó làm nó chắc chắn hơn là những con vít mà của Việt Nam mình dập nhiều. Đó, mấy vít bắn tôn của Nhật anh em về anh em xài cũng rất là ngon. Với lại cái nước mạ của nó rất là bền. Đó, anh em xài cũng rất là bền. Nó muốn mà bị cũ lại là cũng hơi bị lâu. Đó, thời gian nó cũng lâu lắm nó mới cũ lại con ốc ha. Rồi, cái này cái gì đó. Rồi. Rồi hả? Rồi, kế tiếp ở đây là có như là mình có 3 thùng, 3 thùng tắc kê sắt 8 ly ha, 3 thùng 1 2 3 với lại mới vít với lại vít bắn to luôn nè. Là 3 thùng này. Cái này cũng vít bắn to luôn nè. Vít bắn to nhưng mà con này lớn nha anh em. Đó, con này thì vít nó 5 ly, dài nó là khoảng 2 phân ha. Rồi qua tới bên đây, qua tới ngăn. Rồi tới mấy con ốc anh em. Đó, mấy cái đầu đầu bù lon. Đó, đầu con tán á, đầu con ốc á thì ốc này ốc 8 ly nha anh em. Đó, ốc 8 ly. Ốc 8 ly thì con này nó dài khoảng tầm 3 phân rưỡi. Đó, 8 ly 3 phân rưỡi thì nó có lông đền sẵn nè, ở trên đây nó có cái đầu vít dẹp nè. Đó, trên đây có đầu vít dẹp. Thì mấy con tán này về thì anh em xài cũng rất là ngon nè. Đó, con tán này tán 8 ly thì mình còn tán 8 ly thì mình có đâu 1 thùng 2 thùng nha anh em. Đó, mình có 2 thùng đó. Rồi qua tới cái tiếp bên đây là còn như là toàn mấy con ốc 8 ly này là toàn bộ là mới tinh hết ha. Đó, toàn bộ mới hết. Rồi qua đến đây. Ồ, cũng có 1 thùng nè, có mấy bịch này nè. Rồi cái này mấy cái ốc này nãy mình cũng có giới thiệu sơ lược qua rồi thì anh em cũng như là mình sẽ báo số lượng cho anh em thôi. Cái này là có thêm 1 thùng nữa. Mấy con tán 10 ốc 10 ly nè. Đó, ốc 10 ly dài, con này thì dài khoảng 5 phân nha anh em. 10 ly dài khoảng 5 phân. Rồi con này 10 ly dài khoảng 2 phân cũng có nữa. Ha, 10 ly dài khoảng 2 phân cũng có nữa nè. Rồi có thêm thùng nữa. Ở này gì đây? Thùng nữa là 3 thùng phải không? Nãy mấy thùng?
nãy 3 thùng, nãy 2 thùng với thùng này nữa là 3 thùng nha anh em. Rồi kế tiếp là cũng như cái này là con ốc đầu vít ha. Con ốc đầu vít con này á, thì nó có ren là 8 ly. Đó, ren của nó là ren 8 ly. Thì con này nó dài tầm khoảng 6 phân anh em. Đó, dài khoảng tầm 6 phân ha. Đây nè. Đó, cũng như là cái này là mình có 1 thùng. Đó, có 1 thùng. Đây nè. Rồi thì cũng như là mình sẽ báo, mình căng chia ra luôn cho anh em dễ mua nè. Cũng như là những cái con ốc mà bằng sắt á, với lại chẳng hạn như bản lề hoặc là các cái ha, hay anh em muốn lấy cái gì cũng được mà nó bằng sắt á, thì mình sẽ tính cho anh em là ngàn ký. Đó, anh em muốn, nhưng mà anh em phải lấy một cái số lượng nha, chứ có anh em lấy bịch hay bịch là cũng như là mình không có ship cho anh em được nha. Mình nói trên đây cũng như là chẳng hạn như 25.000 ký, anh em phải lấy một thùng. Đó, thùng nào anh em thấy mà phù hợp công việc thì anh em cứ lấy ha. Cũng như là anh em phải lấy từ một thùng, chứ còn anh em lấy chẳng hạn bịch hay bịch là cũng như là mình không có ship được cái cho anh em. Đó, anh em cũng thông cảm ha. Rồi kế tiếp nữa là qua cái phần ốc inox anh em. Đây, ốc inox đây. Ồ, ốc inox anh em nhìn nè, ốc inox của Nhật nè, nhìn nó rất là đã. Ốc này là ốc 6 ly đầu vít. Đó, ốc 6 ly đầu vít. Đưa cái cục hít qua đây luôn, hít cho anh em ta xem luôn. Cái này là mình bao inox 100%, ốc không rỉ nha anh em. Quên, ốc inox này ốc 304. Đó, inox 100%. Mấy con ốc của Nhật là không bao giờ dính. Đó, ốc inox của Nhật là cũng như là nó làm rất là chất lượng ha. Con này thì nó chắc cỡ 1 phân nè, cỡ 1 phân ha, 1 phân mà nó là đầu vít 6 ly. Đó là mình có đâu một bịch nè, rồi cũng như là hai bịch nè. Bịch này thì 2 phân, thì 1 phân 2 là 2 phân đủ loại hết anh em. Đó, 1 phân 2 phân đủ loại hết á. Rồi con này mấy ly đây? Con này thì cũng 6 ly luôn. 6 ly luôn mà dài 2 phân. Đó, nó cũng đầu vít luôn, nhưng mà nó là đầu lã nha anh em. Nó đầu lã ha, đầu miền Bắc á. Rồi, ô cái này nữa nè, này là vít, vít này là vít màu anh em, vít inox nha anh em. Nè anh em thấy nè, không bao giờ hết. Đó, không bao giờ hết. Cái hộp hết này là rất là mạnh nha anh em. Rồi cái này là ốc, này ốc màu. Đó, cái này là rất là thích hợp cho anh em mà làm bên gỗ, ngành gỗ nè. Cái màu nó là màu giả gỗ luôn ha, nhưng mà nó là bằng inox. Đó, nó bằng inox. Đó, cái này là màu giả gỗ nè. Anh em mà làm gỗ rồi này kia, anh em bắt con vít này vô rất là đẹp, mà cũng rất là bền luôn, không bây giờ mà bị hư con ốc này. Tự nhiên nó bằng inox mà. Đó, này cái gì? Ô, đồng tiền anh em. Đồng tiền này cũng có lý chứ. Đồng tiền này thì anh em về cũng như là nhiều công việc anh em làm, thì anh em muốn chế làm cái gì anh em làm ha. Đó này, đồng tiền. Đó, nhiều khi để cậu gió đâu này kia cũng ngon. Rồi, rồi qua tới cái phần bên đây. Ốc, mình nói rõ lên, công bố rõ luôn cho anh em. Nếu mà anh em lấy ốc sắt thì mình sẽ tính cho anh em 25.000 ký. Còn mà anh em nếu mà lấy inox, inox là mình sẽ tính cho anh em là 50.000 một ký ốc sắt. Ốc inox là mình sẽ tính cho anh em 50.000 ký ha. Đây là cái bản lề nè. Ồ, bản lề của Nhật anh em thấy không, rất là chắc chắn. Đây, bản lề này, bản lề inox nha anh em. Đó, bản lề inox nè, cái thùng, cái nguyên cái thùng này là còn là bản lề inox hết. Đây nè anh em nhìn nè, cái bản lề rất là đẹp. Đó, còn đồ đầy đủ hết. Cái này là chốt cửa chứ không phải bản lề. Đó, chốt cửa nè. Đó, nó có cái móc đây, anh em kéo qua. Đó, kéo qua thì cái nó qua cái đèn đỏ là anh sẽ ốp ha. Đó, anh em kéo về đây là coi như nó qua tới cái đèn trắng là nó mở. Là cái này là cái nhiệm vụ của nó đây nè. Đây nè, không phải, quay lại đây nè. Đó, để mình gáp cho anh em xem nè anh em nè. Thì khi mà mình đóng cửa, người ngoài nhìn vô á là biết mình ở trong, đóng cửa nè là lên cái đèn đỏ, lên cái màu đỏ ha. Anh em mở cửa ra là nó ra cái màu trắng. Đó thì nó cũng đơn giản vậy thôi, căn bản vậy thôi. Thì ở trong đây nó có mấy vít, anh em mở ra anh em cứ khoan lỗ vô là kẹp vô cửa mình. Thì nếu mà anh em nào mà nếu mà xài cái chốt cửa này rồi đó là rất là yên tâm. Đó, nó rất là cứng cáp anh em
ha, nó làm nguyên một cái khối inox luôn, nó làm rất là cứng cáp. Rồi ở bên đây là cũng như là một số chốt chốt cửa ha, chốt cửa inox đây nè anh em nhìn nè, không bao giờ hết đó, thấy không, không bao giờ hết ha. Rồi chốt cửa inox này thì anh em nào nếu mà lấy hết nguyên lô này mình sẽ tính nguyên lô, còn nếu mà anh em nào mà mua lẻ thì mình sẽ tính cái cho anh em đó. Một cái chốt như vậy là mình sẽ tính cho anh em là một cái chốt cửa như vậy mình sẽ tính cho anh em là 100.000 một cái nha anh em, 100.000 cái đó. Còn mà nếu mà anh em nào hốt nguyên lô luôn, nếu mà anh em nào mà có chẳng hạn như mấy cái chỗ mà bán công cụ điện á, bán công cụ về điện á, thì anh em hốt nguyên lô này về là anh em bán rất là sướng đó, bán rất là ngon. Rồi kế tiếp là bên đây là cái gì, ồ mấy cái bát này chắc nó làm bên thằng cũ quá. Mấy cái bát này bằng đồng nha anh em đó, nó có bằng đồng cũng có nữa đó, mấy cái bát này là bằng đồng ha, mấy cái bát này là bằng đồng toàn bộ hết đây nè đó, bằng đồng toàn bộ hết ha. Bát này bằng đồng không bằng nhôm ta, nhôm hả? Bát bằng nhôm phải không? Bát bằng nhôm, cái con ốc kia mới bằng đồng. Thì cái bát này bằng nhôm anh em. Nó là bằng nhôm nhưng mà nó mạ cái màu của nó rất là chắc chắn. Đó cái nó bên Nhật thì nó mạ tĩnh điện nè. Đó nó mạ cái màu tĩnh điện nè, anh em hả? Công như anh em xài rất là sướng nè. Đó. Rồi, cái này vậy? Qua tới cái này, rồi cái này chưa có nè. Rồi kế tiếp là cái hàng thứ năm anh em, 1 2 3 4 5, hàng thứ năm. Rồi đây là cái thùng này là thùng những con ốc mà nó tĩnh điện nè anh em đó. Ốc này ốc bằng đồng không nha anh em, đây nè, ốc này bằng đồng toàn bộ ha. Đó thì ốc này thì giờ anh em mà thiết kế bắt vô mấy cái kệ tủ đồ rất là đẹp ha, nó có răng đầy đủ, ốc màu xanh màu đỏ màu vàng đầy đủ màu hết. Thì anh em phù hợp cái công việc thì lấy ha. Rồi thì cái bộ ốc này á, thì cũng như là mình cũng gộp chung luôn, anh em nào nếu mà lấy chung hết á, thì mình cũng sẽ căng chung luôn. Cái bộ cái một hộp ốc này là khoảng mười mấy ký anh em đó, hộp ốc này là khoảng mười mấy ký ha, bằng đồng đó. Nếu mà anh em nào lấy hết nguyên lô thì mình sẽ gộp chung luôn cho anh em. Rồi nếu mà anh em nào mà có căng như có nhu cầu thì chốt lẻ, nếu mà mua cái chẳng hạn như mấy con ốc bằng đồng này không thì mình cũng sẽ bán luôn cho anh em đó. Rồi bỏ qua bên quá nặng đây nè, này cũng ốc bằng đồng nè, ốc bằng đồng nè ha, ốc này bằng đồng toàn bộ hết, bịch này cũng bằng đồng luôn đó, mấy bịch này bằng đồng hết. Bỏ vô, mở cái này bỏ vô này hết. Rồi kế tiếp là có gì nữa, này cũng bằng đồng nè, nguyên bộ này bằng đồng hết đó, mấy cái giống như là. Rồi kế tiếp là cái này bằng đồng, coi răng mấy cái này răng 6 ly nha anh em đó, răng 6 ly ha, mấy cái này bằng đồng toàn bộ hết. Thì anh em nào mà muốn cần thì mình sẽ tính cái giá anh em sau ha. Rồi kế tiếp là một cái bịch này, coi bịch gì đây, à mấy cái bịch này là bịch lục giác anh em, lục giác này lục giác 6 ly đó, lục giác 6 ly, lục giác Nhật nha anh em đó, nguyên bịch lục giác Nhật luôn, 6 ly thì cũng như cũng chung cái lô này ha. Thì anh em nào có cần thì mình sẽ tính cho anh em đó, còn anh em nào lấy hết lô thì mình cứ để nguyên, mình giao cho anh em luôn nguyên lô. Rồi qua tới hàng thứ sáu đi. Rồi tới hàng thứ sáu là qua tới những cái đồ inox toàn bộ nha anh em đó, đồ inox toàn bộ. Đây là mấy cái chốt nè, mấy cái bản lề Nhật nè đó, bản lề inox đâu cái cục hết rồi nè đó, bản lề inox làm rất là chắc chắn đó. Cái này mà anh em mà nếu mà bắt vô cái cửa gỗ là hết phản luôn, cũng như là rất là ngon ha. Cái này mà thích hợp vô mà bắt mấy cái cửa gỗ mà cao cấp á, là anh em bắt cái bản lề này vô là cũng như là rất là đẹp. Ok, rồi cũng như là mình cũng xin hết thử cho anh em xem luôn nè đó, inox toàn bộ hết ha, đó, rất là chắc chắn. Thì ở trong đây nó nhiều cái bản lề lắm, nó đủ loại hết á. Đây nè,
bản lề màu đồ này kia cũng có, bản lề cho hai như bản lề trơn cũng có, rồi có bản lề bằng đồng nữa anh em đó, bản lề bằng đồng ha. Đó Nhật thì nó làm thì cái chất lượng là anh em khỏi phải bàn, rất là tốt mà rất là bền bỉ luôn. Rồi, hộp này hộp gì luôn mới vậy, cái này cũng cái gì nè, cũng bản lề luôn nè, cũng inox luôn đó. Cũng như là nguyên cái thùng này là bản lề toàn bộ, cũng như là các loại bản lề luôn đó. Cũng như là mình cho anh em xem qua cái này gì, cái này là chốt cửa anh em, này là chốt cửa, cái này chắc chốt cửa quá, này chốt cửa nha anh em. Rồi rồi cái thùng này là thùng bản lề, là cũng như là rồi dưới đây cái thùng bản lề tùm lum nữa nè, bản lề rồi ổ khóa đâu nè đó. Đó rồi cũng như là mình cho anh em xem sản phẩm ha, cũng như là mình tính theo thùng. Nếu mà anh em nào mà có phù hợp công việc thì cứ chụp lại cái ảnh ngay cái hàng của mình chọn thì mình sẽ tính giá cho anh em. Nếu mà hàng mình nếu mà cái mặt hàng mình còn thì mình sẽ tính cái giá cho anh em, bán lẻ cho anh em. Còn mà hàng mình đã bán rồi thì anh em cũng thông cảm ha. Rồi kế tiếp là đây là máy tắc kê nè, máy tắc kê Nhật nè anh em. Đó tắc kê Nhật. Ê quên, sorry. Cái này là lave. Đó, cái này là bấm lave của Nhật chứ không phải là con như sorry anh em. Đó, bấm lave. Đó, mấy cái bấm lave, mấy cái của nó làm con như là rất là chắc chắn, nhìn nó rất là đẹp. Đó, so với lại cái hàng của Việt Nam của mình ha. Đây nè. Thì cũng có một thùng anh em. Có một thùng mấy cái lave thôi. Đó, cũng như mình quay cho anh em xem chi tiết từ thùng. Thì anh em nào có phù hợp thì xin liên hệ số 0914711438 ha. Mình là tên Tình. Đây là mấy con ốc này là ốc sao có hộp ốc sắt nằm trong đấy. À bên bên lave hả? Thì có mấy con ốc này là ốc 6 ly anh em. Đó ốc Nhật 6 ly ha, ốc Nhật 6 ly là đầu này đầu vít. Đó đầu là vít nha. Rồi 6 ly con này là tầm khoảng 3 phân. Đó, có mấy hộp đây nè. 3 phân, 2 phân rồi có đủ loại trong đây ha anh em. Rồi. Kế tiếp là qua cái thùng bên đây. Cái thùng bên đây thì những con ốc inox nè anh em. Đó những con ốc là răng này là răng răng thông dụng nha. Đó răng là răng thông dụng, răng này răng 5 ly. Đó răng đầy đủ hết, coi như là có răng đầy đủ hết, 5 ly dài 3 phân, 2 phân, 1 phân rồi có này kia đầy đủ hết. Đây nè. 5 ly, 4 ly rồi coi như nó lộn xộn ha. Rồi mấy cái bịch vít nữa nè. Bịch vít bắn gỗ nè. Vít bắn gỗ con này là 5 ly. Đó 5 ly, dài nó khoảng cỡ 4 phân. Đó có đầy đủ trong đây hết. Rồi mấy cái này mấy cái bát. Đó mấy cái bát này chắc mình nghĩ là mấy cái bát bát tủ á. Đó bát này bát bằng inox. Có đầy đủ hết nè, mấy cái nẹp chìa khóa nè. Ha, mấy cái nẹp mà anh em mà bắt vô mà mấy cái ổ khóa của mình á là có mấy cái nẹp này. Rồi thì có một thùng này anh em ha. Thì cũng như là mình cho anh em xem. Đó anh em thích hợp cái loại nào thì alo cho mình. Rồi cái tiếp qua bên đây là cái này cũng như lộn xộn luôn, cũng như cái này bản lề cũng có mà cái này không hiểu cái gì nữa. Đây nè, mấy cái này là mấy cái phụ kiện, nói về chẳng hạn như bắt mấy cái bản lề bắt cửa hoặc là mấy cái chốt bản lề, nó cũng như mình nói gồm lại là vậy ha. Cái này là mấy cái chốt cửa nè. Đó mấy chốt cửa bị nóc, mấy cái rồi mấy cái khóa nè, khóa nóc nè, mấy cái tay mở cửa ha, nó tùm lum hết trơn. Rồi bên đây cũng có bản lề nữa nè, bản lề nóc nè, bỏ tới lại bình hết. Rồi thì có một số mộc anh em, đó mấy cái mộc số nè, đó mấy cái mộc số nè, là anh em nào có phù hợp thì alo cho mình ha, có mình có chỉ mấy cái thôi. Đây nè, có mấy mộc số nè. Đó cái số này là số lớn, chữ này là chữ lớn nha anh em, số lớn ha. Số này rất là lớn anh em, mà nếu mà anh em mà bấm số xuống là cái số mình đi rất là rõ.
đó, cái số nó nè rất là lớn. Rồi có đâu được mấy cái à. Rồi kế tiếp qua là mấy cái này, cái gì đây, cái này cái linh tinh nè, ba cái inox, cái gì linh tinh trong đây nè, mấy cái tùm lum hết đó. Đó cũng như cho anh em xem sơ lược qua thôi. Rồi kế tiếp là hàng thứ bảy anh em ơi, hàng thứ bảy là cũng như là trên đây là mấy cái con vít ha, mấy cái bịch vít nè, vít nào là vít inox toàn bộ đó, vít inox toàn bộ nha anh em, anh em nhìn nè, đó vít inox toàn bộ ha, đó inox của Nhật á, là inox 304 của Nhật là anh em khổ phải bàn nha, đó nó rất là tốt đó, coi như là nó làm rất là chất lượng. Rồi mấy con ốc vít bằng inox mà tĩnh điện đó nè, tĩnh điện màu nè ha, màu trắng đó, mấy cái nếu mà nó cái lớp mạ của Nhật á thì anh em cũng đã biết rồi, coi như anh em cũng xài rất là bền, không bao giờ khó mà bị bung ha, bị bung cái màu đó. Thì mấy cái này thì anh em mà bên mộc thì anh em bắt vô chẳng hạn như mấy cái tủ bàn ghế thì rất là đẹp. Rồi kế tiếp cái này gì đây, bát này bát gì vậy không hiểu bát gì luôn đó. Thì coi như mình cho anh em xem nè, cái này là cũng một cái bát cái nẹp gì đây đó. Thì anh em nào có cần cái công việc đúng cái công việc của mình thì lấy ha. Cái này chắc bằng sắt quá, chắc hay nghĩ chắc bằng sắt quá, hai bảy nóc luôn, bảy nóc luôn, cái bảy nóc luôn. Rồi nó cũng tùm lum ốc trong đây, đủ loại ốc nha anh em. Đó dài 5 phân có, 4 phân có, 6 phân có, 3 phân có, đầy đủ. Rồi mấy con ốc mà mạ màu có đầy đủ ha, màu trắng, màu nâu, rồi có mấy bịch phe anh em. Đó cái này là mới ngon nè, đó thích hợp cho anh em mà thoải mái nè. Đó phe này là phe cốt 18 nha anh em. Đó phe cốt 18 phe inox. Đó. Có ba đầu ba bịch. Ba bịch phe cốt inox. Ba bịch phe inox cốt 18. Cốt 18 cốt 16 có đầy đủ nha anh em. Con này là bịch cốt 16 nè. Cốt 18. Đó, ba bịch cốt 18, một bịch cốt 16. Rồi qua tới qua bên đây. Rồi cái này cũng là ốc luôn. Đó cái này cũng ốc đầu vít luôn ha, đầu vít này nhưng mà đầu vít là loại khác, còn cái thùng bên đây là đầu vít, là đầu vít lã miền Bắc nha anh em. Đó hai đầu vít nó khác nhau, thì anh em thích hợp cái loại nào thì lấy ha. Rồi bên này có bịch vít màu nữa nè, vít mạ màu màu xanh nè. Đó cũng như là mấy cái này là toàn bộ inox hết toàn bộ. Rồi cái hộp này hộp gì, ô cái này cũng ngon rồi. Ồ cái này có mấy cái móc đồ anh em. Đó mấy cái móc đồ của Nhật nè, anh em nhìn thấy làm rất là chắc chắn ha, làm rất là đẹp. Đó cái mẫu nó làm rất là có duyên, mà cái nhôm của nó theo mình nghĩ á, cái chất liệu nhôm là nhôm cao cấp nha anh em. Nhôm này nó không tái màu. Đó, theo mình biết á là cái nhôm này là không tái màu ha. Có đâu có mấy hộp, một hộp. Có một hộp anh em ơi. Có một hộp để móc quần áo à. Còn cái này là vít mấy cái bịch vít inox nè. Còn coi mấy bịch này bịch gì vậy. Rồi. Mấy cái này chắc mấy cái phụ kiện nó nằm ở trong mấy cái trong ổ khóa anh em. Mấy cái này là mấy cái phụ kiện nó nằm ở trong cái ổ khóa. Ha. Đó. Thì có đâu có hộp à. Nhưng mà cái này là nó bằng đồng nha anh em. Đó anh em thấy vậy nè, nó bằng đồng á. Mấy cái hộp này, mấy cái chân này là nó bằng đồng toàn bộ hết ha. Rồi qua tới bên đây này gì, cầm cũng hết nha hai ơi. Rồi qua bên đây là cũng như là cũng mấy cái này, mấy cái phụ kiện chắc mấy cái này. Mấy cái này chắc mình nghĩ chắc cũng mấy cái chốt cửa hay gì đó nè. Đó cũng mấy chốt cửa hay gì đó. Thì có hai con ốc đó nè. Nó hai ốc nó đi theo là để cho anh em mà bắt vô cái cửa của mình. Ha, hai ốc này ốc bằng đồng nha anh em. Rồi. Đó đây. Rồi, kế tiếp qua tới hàng thứ 7 anh em ơi. Ê, hàng thứ 8 chứ. Hàng thứ 8. Đó, hàng thứ 8 là cũng như là
Cái này gì đây? Mấy cái đồ này là mình đồ mới toàn bộ nha anh em, đồ mới chưa qua sử dụng của hàng Nhật Bản. Đó, cái này cũng là mấy cái phụ kiện của mấy cái chốt cửa nè. Đó, mấy cái này chốt cửa nè ha. Đó, nó còn đồ đầy đủ đây nè, còn vít đồ vít inox, còn lục giác của nó luôn, đi kèm theo luôn ha. Cái này lục giác của nó đi kèm theo nè, để anh em mà bắt vô á, có mấy con ốc này chắc ốc lục giác nè, ốc này ốc vít. Đó, có đầy đủ hết, còn đồ đầy đủ hết. Thì cái nạp hộp này thì mình có đâu cũng hộp nè. Rồi mấy cái này gì, mấy cái này, mấy cái mà bắt vô cái cửa mình, kéo ra kéo vô cho nó dễ ha. Đó, cũng rất là dễ thương. Rồi đây luôn. Rồi cái này tới, cái này có cái gì? Chốt cửa luôn anh em. Chốt cửa thì cũng khá nhiều nha anh em. Đó, chốt cửa thì nãy giờ mình soạn ra bên cái phần inox đó là cái chốt cửa đó khá là nhiều, chốt cửa bằng inox khá nhiều. Rồi, tới kế tiếp. Ồ, cái này là nguyên bộ ổ khóa luôn nha anh em. Đây, nguyên bộ ổ khóa luôn, ổ khóa Nhật nha anh em, nguyên bộ luôn bằng inox ha. Đó, cái này là của thằng cái hãng Miwa nha anh em. Cái hãng Miwa của Nhật là anh em khỏi phải bàn rồi. Đó, anh em xài rất là chắc chắn. Thì ổ khóa nó kèm theo nè, cũng như đủ bộ luôn. Nó là có 3 chìa ha, 3 chìa của Miwa luôn. Rồi đây là cái ổ khóa nó nè. Đó anh em nhìn thấy cái ổ khóa nó làm rất là chất lượng. Đó có cái logo ở trên cái ổ khóa là Miwa luôn ha, nguyên bộ của nó. Đó, thì cũng như cái này là mình có một thùng. Bỏ khóa vô à, quên nữa. Thì cái này thì mình có một thùng nha anh em, ổ khóa thì mình có một thùng. Còn cũng như là mấy cái hàng này là cũng như ở bên Nhật á, cũng như là theo mình nghĩ là chắc các cửa hàng bán đồ mới ở bên đó người ta sẽ không có làm nữa, người ta thanh lý. Đó, người Việt Nam mình mua về thử ra mình có được cái sản phẩm này mình để phục vụ cho anh em. Rồi kế tiếp là cái này cái cũng bên cái phụ kiện luôn. Không, nhưng mà cái này không phải, cái này là cũng như là mấy cái bát, mấy cái ổ của nó thôi. Đó, mấy cái ổ móc của nó nè, gặt qua cái lợi thôi. Mấy cái phụ kiện của nó thôi, mấy cái hộp này đó, cái thùng này là chỉ mấy cái phụ kiện của cái ổ này thôi nha anh em. Đó, mấy cái phụ kiện của nó thôi. Rồi đây, rồi lụm vô vô hả? Rồi bỏ vào đó đi. Rồi bên đây nè cũng mấy cái ổ khóa đó nè. Cái ổ khóa này cũng của Miwa luôn nha anh em. Coi cũng như là ở đây là đủ ổ hết á. Cũng như là mình chưa có thọn ra thôi. Nè, nó đủ ổ nó hết á, nó đi theo kèm đủ ổ hết á. Nè, mấy cái tay của nó nè. Đó, cũng như là mình không có mình tính để hết nguyên lô cho anh em về làm. Đó, anh thử ra mình không có chưa có thọn ra nữa. Đó, cái tay nó đầy đủ hết á, đồ nó trên đây. Thì có như mấy cái này có như mình cho nó vô cái ba rem là linh tinh đi ha. Đó, cái hộp này hộp linh tinh, có như linh tinh nhưng mà đầy đủ đồ hết á. Đó, anh em về cứ lấy gáp vô là ok, ngon lành. Bỏ qua. Rồi đấy gì ở đây. Hộp bánh tây nữa nè anh. Mở ra gặp. Ồ, hộp bánh tây. Cái này cái gì vậy? Ồ, mấy con vít cái răng nó rất là nhuyễn anh em. Vít nó dài mà cái răng nó nhuyễn nè. Đó thì đó mình cho anh em xem vậy thì anh em nào có phù hợp thì lấy. Rồi. Ê, vô lấy cái hộp đinh của mắt đi. Hộp đinh mấy cái thùng đinh của mắt với lại mấy công tắc của Mitsubishi á. Lấy mấy cái thùng đó ra để cho anh em ta xem luôn. Nè, cái này là mấy cái bát của Mitsubishi anh em. Mình cũng không hiểu là mấy cái bát này nó làm cái gì luôn. Thì nó có trong đây thì mình cho anh em xem thôi ha. Thì anh em nào có cần thì xin liên hệ alo cho mình. Đó, thì mấy bát này nè, cái tầm lum độn đây nè, có gì nó đang đây, có cục sạc gì đó. Có cục sạc bình hay gì á, cái này gì á, adapter 100V.
100V AC output ra là được DC 9V7 anh em ha. 9V7 31V gì tùm lum đây nè, 700mm. Đó, 700mm. Ừ. 700mA. Đã có như là chưa được 1A. Rồi, cứ bỏ vô đó. Rồi lấy mấy cái hộp đinh đó, mấy hộp đinh của mắt á, bộ đinh. Rồi, bỏ đây đi. Rồi lấy mấy cái hộp đinh, mấy cái thùng đinh mắt á, lông thành đinh cuộn á. Đinh cuộn có ở nguyên thùng bự luôn á. Rồi, kế tiếp là cái này mấy cái bát anh em. Mấy cái bát này nó không mình không hiểu gì. Đó thì cái bề cái chiều dài của nó thì nó khoảng cỡ chừng 4 phân. Đó, cái chiều ngang của nó 1 phân. Ha, thì nó có hai cái lỗ ha. Lỗ này lỗ 5 ly. Đó, lỗ 5 ly miệng bát nha anh em. Đó, lỗ 5 ly miệng bát thì đưa mấy vít miệng bát vô đây là nó công như là bát vô rất là đẹp, rất là thích luôn. Đây. Thử cho anh em xem. Nha. Đó, bát vô là thích luôn ha. Rồi thì cái này cũng linh tinh đây nè. Đó, mấy bịch. Sao có một bịch ốc vận động đây nữa. Cái này vận động nè. Thì ở đây có nguyên một bịch ốc bằng đồng nữa nè. Đó, nó thiết kế cũng như nó tạo mẫu cho cái tủ mình nó đẹp lên đó, là cũng như là anh em bắt mấy cái con ốc bằng đồng mạ này vô là rất là đẹp ha. Rồi bỏ bên kia, bỏ ốc bằng đồng bên kia, bỏ coi chừng nó đổ. Bỏ vô cái mấy con ốc đồng á, ngay cái hộp đó. Ồ nè. Rồi mấy cái gì nữa nè, mấy cái này là ốc bằng đồng hết nha anh em. Đó, mấy con ốc này bằng đồng hết ha. Thì nó thiết kế cái vậy nè, thì anh em nào có phù hợp công việc thì lấy. Rồi qua tới hàng kế tiếp là cái này cũng như là cũng vít luôn. Đó, mấy cái đầu vít linh tinh nè, vít inox ha. Vít inox thì con này có chiều dài là khoảng 3 phân. Đó, 3 phân. Ừ. Rồi, đây coi dưới cái gì. Ở dưới này vít màu, cũng inox luôn. Đó, cũng như là vít, cũng như là vít anh em mà vít này theo mình nghĩ là anh em mà bên cái ngành mộc á thì nó rất là thích hợp với lại những cái con vít này. Đó, nhưng mà những vít này thì anh em đóng như những cái tủ mà cao cấp á thì anh em đưa những cái vít này vô là rất là phù hợp nè. Ha. Rồi, đây nè cũng linh tinh mấy cái bản lề, mấy cái này là mấy cái ke nè. Mấy ke này mình nghĩ chắc mấy cái ke tủ á. Đó, mấy cái ke rồi bắt mấy cái chân bàn này kia á. Rồi mấy đây là mấy cái bịch vít. Đủ loại hết á, tùm lum. Vít kia mà kính thưa các loại anh em. Rồi kế tiếp qua bên đây. Ồ, cái này cũng ngon chứ. Cái này là long đền inox nha anh em. Đó, long đền inox ha. Long đền inox 6 ly bản lớn. Đó, long đền inox 6 ly bản lớn thì những cái long đền này thì anh em mà nó rất là nhiều công việc để anh em xài nè. Đó, 6 ly bản lớn. Đó, bằng inox. Rồi. Bên đây thì cũng có mấy cái chân răng 4 ly nè của inox. Chân răng mà nó không có đầu, không biết nó làm cái gì nữa nè. Đó, nó chân răng vậy thôi. Nó không có đầu ha. Thì nó con này thì chiều dài của nó là 2,5 phân. 2,5 phân. Đầu thì không có. Đó, thì không biết ở bên đó nó làm gì đó, mình không hiểu. Rồi mấy cái này cái gì không biết nữa. Ủa nó tá lão bự. Cái này không biết ở đó làm gì không hiểu luôn, mà mặt cũng là inox hết toàn bộ nha anh em. Đó. Rồi. Thì nếu mà anh em nào mà muốn sưu tầm thì mua về mình sẽ hiểu thôi. Đó, mua về mình sưu tầm cái mình biết là nó làm công việc gì à. Ừ. Nè mấy cái chốt nè. Mấy cái bát này nó có ốc đồ bắt rồi cũng ok đẹp nè. Rồi.
mấy cái này chắc mình nghĩ chắc nó làm, nó thiết kế về bên mấy cái ổ khóa, mấy cái ổ khóa của cửa nhà mình đó. Rồi nè, tùm lum hết đó, tá đảo bên hết mấy cái chân bàn, mấy cái chân này, chân bàn hay chân đạn gì đó. Rồi tới bịch này. Ồ, có mấy chân tủ nữa anh em. Mấy cái này là chân tủ nha anh em. Đó, chân mà tủ kiến của mình á, là nó có cái chân về. Đó, anh em bắt lên là rất là đẹp ha. Đó, đây nè. Rồi cái này là cũng cái mộc luôn. Đó, cái này là cũng cái mộc của Nhật luôn. Cái mộc này mộc số nha anh em. Mộc này mộc số. Đó, mộc này là của hãng Mắc ha. Mắc. Đó, mộc mình rất là đẹp ha. Đó, anh em dập lên là nhảy ra. Đó, cái số nó, mấy cái số của Nhật đó, nó công như nó làm rất là đẹp nha anh em. Nó rất là đều mà rất là đẹp. Đó, có một cái. Rồi, bỏ vào đây. Rồi, cái thùng mở đạn đâu? Toàn, có bạn lấy cái thùng mở đạn qua đây. Đó, có một số mở đạn. Mở đạn này là bạn đang ép nha anh em. Bả đạn này là của bả đạn này của thằng Machi đây nè. Machi đây, để cho anh em xem cái bả đạn của nó. Bả đạn này là bả đạn chịu lực nè. Bả đạn này đó, bả đạn này cũng như là anh em làm công nghệ rất là tốt nè. Đó, bả đạn này rồi, xé một cái luôn. Ở bên đây nè, bên cái chỗ mày á, đây nè, đó cái bà đạn của nó nè. Đó, anh em ép vô là cũng như là mấy bà đạn này thì nó, nếu mà hàng Nhật thì nó, anh em xài rất là bền nè ha. Ở cái thùng này nè, gốc nó nè. Rồi thì cũng như bả đạn này hình như là mình có nguyên thùng nữa anh em. Đó, mình còn mở bên kia một thùng nữa. Rồi mấy cái này là mấy cái thiết kế bóng đèn đâu nè. Đó, mấy cái chân mà thiết kế bóng đèn đâu nè, nó tùm lum mấy cái bên hết á. Cái này nó bằng Atimon nha anh em. Con này á, cái này thì bằng Atimon ha, nó rất là nặng. Cái này là của hãng Toto đây. Yeah. Rồi nè, thùng bả đạn này anh em, có như đủ xe trong đây ha, nó đủ loại hết đó. Là bả đạn này là bả đạn là như là vừa rồi mình cho anh em xem vậy đó nè. Đó, bả đạn này ha, bả đạn này của Nhật hết nha anh em. Đó thì bả đạn này thì mình có đâu được thùng á, cũng như là chỉ là thùng thôi. Bên đây thì có số lượng ít thôi. Đó, mình cho là thùng đi ha. Rồi, kế tiếp là qua lấy hàng cuối anh em ơi. Hàng này cũng như là hàng cuối, muốn cuối rồi. Rồi mình cũng cho anh em xem luôn. Đây thì mấy cái này là mấy cái chốt cửa thôi ha. Đó, chốt cửa bị nóc. Đó, chốt cửa bị nóc rất là nhiều. Đây nè. Chốt cửa nóc này còn đầy đủ đồ nha nè. Rồi cái này gì nè, chốt cửa luôn ha, chốt cửa bị nóc. Rồi nhà mấy cái thùng này là cũng như là chốt cửa toàn bộ hết nha anh em. Đó, cái này gì, cái này thì mấy chân bàn ha, mấy cái chân bàn anh em, mấy cái chân mà bằng kính á, bằng kính á thì anh em bắt vô đó, nó lên cũng như là cái mẫu nó rất là đẹp đó. Mà mấy cái chân này là bằng đồng nha anh em. Đó, mấy chân này bằng đồng. Chân này bằng đồng. Cũng hết rồi. Con này bằng đồng hay bảy nắp đó. Nè, không hết nha anh em. Đó, không hết. Cái này mình nghĩ chắc một là bằng đồng, hai bằng inox á. Đó, rất là nặng. Đó, chân này chân đặt nha anh em, chứ không phải là chân bọng nha, chân đặt. Rồi. Qua đây này cũng ba cái ốc vít đây nè. Đó, đủ loại hết á, ốc vít cũng như là anh em mà thích hợp mà làm. Bên mộc là coi như anh em mà lấy một cái lô về là cũng như đầy đủ đồ cho anh em làm luôn.
ha. Con này là có như ba cái đồ linh tinh nè, đó ba cái inox linh tinh luôn nè. Đó mấy cái này á, thì nó hơi bị, nó mới hơi bị cái màu này là có như mấy cái thùng này ở bên đó là có bị nước nha anh em, nó bị nước ứ vô trong cái thùng á đó. Anh thử ra nó tái cái màu này thôi, chứ là cái này là bằng inox toàn bộ hết nè anh em nhìn nè. Đó inox toàn bộ hết ha, đó bị inox toàn bộ hết. Cái này là mấy chốt bản lề, y mấy cái chốt chốt cửa đó, chốt cửa dục bên đây luôn nè. Chốt cửa rất là nhiều nha anh em, đó tỷ lệ mà chốt cửa rất là nhiều. Rồi qua tới hàng mà hàng này hàng cuối nha anh em, hàng cuối rồi mình cũng mở cái hàng cuối luôn cho anh em xem là cái gì ha, có như sản phẩm là cái gì. Cái này chắc mình nghĩ chốt cửa luôn nè, đó cái hình của mấy cái chốt cửa nè, nhưng mà mình cũng mở luôn cho anh em xem bên trong của nó. Đó bên trong của nó là vậy nè anh em, đó bên trong của nó là vậy, chốt cửa nó rất là chắc chắn. Nó làm bằng chốt cửa này theo mình nghĩ là nó có thể là làm bằng một là bằng inox, hai bằng đồng luôn nha anh em. Đó mình sẽ bao cho anh em một bằng đồng, hai bằng inox. Rồi tới này gì, tới ổ khóa hả? Ổ khóa này, ổ khóa cái hiệu của nó là hiệu Gold nha anh em. Đây ổ khóa của nó đây. Đó, có đồ đầy đủ nè, ổ khóa nè ha. Rồi coi ổ khóa nó coi hình sao. À ổ khóa này hả? Ổ khóa này mình nghĩ chắc mấy cái ổ khóa cửa mà cửa phòng đồ, hoặc là mấy cửa nhà vệ sinh rồi anh em ha. Đó có chìa luôn nè, đây cái chìa của nó, chìa của nó là ba chìa đó. Cái này là của Nhật nha anh em, cái này là hàng Nhật đó, hàng Nhật chính tông 100%. Đó thì đồ nó còn đầy đủ đây hết. Thì mình ổ khóa nó thì mình có một thùng anh em, đó có một thùng từ trên dưới nè ha. Ê, có 4-5 cái gì à, không được thùng. Còn coi ở dưới gì đây, ở dưới chắc cũng ổ khóa luôn quá, cầm hết đây. Ồ ở dưới cũng ổ khóa luôn anh em, ở dưới cũng ổ khóa luôn, nhưng mà ổ khóa này ổ khóa cửa, ổ khóa này ổ khóa cửa trên, cửa nhà trước mình đó ha. Ở đây là có sách hướng dẫn rồi này kia nè, về anh em bắt vô à. Đó sách hướng dẫn nè, đó giờ anh em là tự bắt vô thôi. Rồi bỏ vô đi. Rồi có một thùng ổ khóa các loại. Rồi tới qua tới bên đây, cái gì ở đây. Ồ cái ổ khóa đã ta, ổ khóa nặng ghê ạ, à. Khóa đẹp ghê à. Nè nguyên bộ của nó luôn nè, nguyên bộ khóa luôn. Ồ chìa khóa của nó là 5 chìa luôn anh em, 5 chìa luôn. Còn như ổ khóa là các loại luôn. Ổ khóa này hiệu gì? Hiệu con này hiệu Miwa luôn anh em. Đó con này hiệu Miwa luôn ha. Cái hãng Miwa nó làm ổ khóa rất là ok, rất là ngon nha anh em. Nè cái này cũng ổ khóa luôn nè, hả anh ta? Đúng rồi, ổ khóa nè, ổ khóa giống bên bển đó anh em. Đây còn shop bên đây mấy cái nữa nè. Rồi thì cũng như là mình báo cái giá vậy, thì anh em nào mà có cần mua lẻ thì xin liên hệ số 0914711448 nha anh em. Đó mình là tên Tình ha. Đó có đầy đủ hết. Thì anh em nào muốn cần cái nào á thì cứ nhắn qua Zalo cho mình. Đó chụp hình nhắn qua Zalo cho mình thì mình sẽ tính cái giá cho anh em. Cái này là mấy cái chân cửa anh em, mấy cái chân tủ á. Mấy chân bàn chứ. Ồ mấy chân là đẹp quá hả? Cái này là mấy cái chân bàn nha anh em. Đó chân bàn. Chân này chắc bằng đồng thôi, bằng inox như nè. Rất là nặng. Rất là nặng. Để hấp xuống, để hấp xuống. Ừ, rất là nặng. Ừ. Sao mà mấy cái hộp đinh ở trong đó nó còn ngon, sao lấy cái hộp này? Mày đi thấy hộp đó, lấy hộp đó luôn. Rồi có một hộp chân bàn nha anh em. Ở đây vậy đây nè, cái này cũng chân bàn nè. Đó mấy cái hộp này chân bàn hết toàn bộ ha, chân bàn mình đâu có mấy hộp á. Cái này ổ khóa này, hộp chân bàn. Cái này nãy có cái nắp luôn vậy hả?
Vậy em vậy luôn hả? Rồi. Rồi kế tiếp qua là cái này là mấy cuộn đinh anh em. Cuộn đinh đinh thông dụng nè, đinh này cho những anh em có mà những cái súng đinh hàng nội địa Nhật nè. Đó, anh em mà có súng bắn đinh hàng nội địa Nhật là anh em bỏ mấy cái đinh này vô là rất là phù hợp luôn. Đinh này là đinh của hãng Mắc nha anh em. Đó, hãng Mắc, cái đinh này nó là 3 phân. Ha, đinh đó là đinh dây 3 phân. Đó, đinh dây cuộn 3 phân. Còn hôm nay mấy phân? 3 phân toàn bộ hết. Cái này nguyên một thùng 3 phân nè. Cái này là nguyên thùng 3 phân nè anh em. Đó, nguyên một thùng luôn. Thì anh em nào có cần thì liên hệ mình ha. Rồi. Đây nè, nó hết nè. Rồi còn cái đinh đinh này. Đinh này đinh cuộn. Đinh này đinh cuộn 3 phân rưỡi nha anh em. Đinh cuộn 35. Đó, đinh cuộn 35 ha. Đó. Cái này cái gì ở đây? Cái này giống như kiếm đó vậy. Ok. Rồi. Đó, cũng như là mình đinh thì mình có hai xây, thì một xây đinh dây nè, xây đinh cuộn nè. Ha, đinh cuộn này 3 phân rưỡi, rồi đinh đinh dây này mình nghĩ là nó khoảng 3 phân. Đó, đinh đinh dây này 3 phân. Rồi. Đem vào đây. Để bỏ nó không? Đó, cái này là nguyên hộp đinh nè anh em. Đó, anh em nào mà cần đinh ha, anh em nào mà có chẳng hạn như mấy cái súng bắn đinh hàng nội địa Nhật đó thì xài những cái cuộn đinh của Nhật này thì rất là phù hợp, rất là ok luôn nè. Đó, đây nè, mình có đủ loại hết nè ha. Đây nè, đó, đinh nè, mới tinh. Đinh này đinh mới hết nha anh em. Đó, thì có như mình có đủ xay hết 25, cái này nhiêu? 32, 18 này 25-16, con này 25-16 luôn. Rồi 25-16 luôn. 25-16 mình có là 32-18 mình có là 3 cuộn. 25-16 mình có 3 thùng ha. Cũng như là mỗi thứ mình có 3 thùng. Đó, chứ là mấy cuộn lẻ này mình không có tính nè. Đó, mấy cuộn lẻ này nữa nè, là cũng như là gộp là chắc cũng được thùng đó. Rồi thì mấy cái đinh này thì anh em nào có cần thì xin liên hệ mình ha. Đó, số mình là 0914711438. Rồi tới tiếp tục là một cái công tắc anh em. Đây. Cầm cái công tắc đây, bây giờ mình cũng chưa cắt qua, mình chưa có coi nữa. Công tắc này của hãng Mitsubishi. Đó, của hãng Mitsubishi. Thì đối với lại cái hãng Mitsubishi thì nó chế mà mấy cái công tắc với lại mấy cái CB á là anh em cũng đã biết rồi. Anh em nào mà bên điện thì anh em cũng đã hiểu rồi. Nó chế rất là đẳng cấp, rất là tốt luôn ha. Đối với là cái dòng của Mitsubishi. Đây. Ồ. Nè, công tắc này anh em thấy không? Đó, nó thiết kế rất là đẹp. Ha. Nè, on off. Đó, công tắc rất là đẹp. Cái này là nó có cái đèn nha anh em. Đó, khi mà anh em mà câu vô á là anh em mở chế độ on lên là lên đèn. Ha, chế độ off lại là tắt đèn. Đó đây nè. Mình sẽ mở quay qua cái mặt sau cho anh em xem. Đó, mở bung cái này luôn. Cái đây đèn này, đèn của nó nè. Ha. Ừ. Đó, rất là đẹp. Ừ. Rồi thì đối với lại như cái công tắc này á thì anh em nào nếu mà mua lẻ thì mình để cho anh em là 40.000 một tết như vậy, 40.000 một cái công tắc như vậy. Ha, 40.000 một cái. Đó, anh em nào cần thì liên hệ mình ha. Thì cũng như là cái số lượng này là mình cũng không có được nhiều, cũng rất là ít, chỉ được thùng thôi, cỡ chừng vài chục cái thôi. Thì anh em nào mà có lấy thì liên hệ cho mình. Rồi, bỏ vô. Rồi còn mấy cái đinh mà đinh dây này, có đinh dây đinh cuộn thì anh em nào có cần cái phù hợp, cần đúng cái công việc của mình thì xin liên hệ số 0914711438. Rồi thì bữa nay là cũng như là cái buổi livestream bữa nay là cũng như là cũng như là kết thúc. Thì anh em nào mà có cần, anh em nào có cần cái hàng nào đó, cần cái thùng đồ nghề nào thì xin liên hệ số 0914711438.
Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. À, anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng, đó tới địa chỉ mình lựa hàng cũng như lựa cho anh em lựa luôn. Đó, thì anh em cứ search vô Google Maps Dụng Cụ Cầm Tay NT thì Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.